gấp cái thân này lại nha các bạn. Là dễ nha. Nó tập trung nha, quay tiếp tục. Quay hết rồi đây. Đó, các bạn cắt cái phần này vô. Rồi vì cái thang em nó ngắn quá bây giờ gấp không được. Rồi chúng ta gấp cái này lại làm ba. Đừng có đổ thừa. Đừng có đổ nước không vậy các bạn, cái gì được cả. Được cô, anh kìm cổ, anh kế bên luôn cô. Quay cái khăn này bự quá. Cái khăn này hơi bị ngắn rồi. Ha, khăn này hơi bị ngắn. Rồi gì, không có gắn được. Rồi, cái tay nè. Tay bên trái, tay bên phải các bạn ngắn hơn tay bên trái nha. Nghe một cái không? Tiếp theo, lòm nó ha các bạn. Giữ nè, lòm cái này vào bên đây ha. Dắt vô cái mỏ. Qua phải. Rồi cái tay của mình nè, vẫn giữ ở đây nha các bạn. Qua một lần. Canh qua một lần dùm cho cô ha. Tiếp theo chúng ta sẽ rút cái này ra và chúng ta đưa ngược vào bên trong này. Rồi, thảy vô miệng ngậm lại. Hay quá. Oh. Cái ngăn toàn là nước cá không? Như vậy thì khi các bạn làm nó, các bạn chỉnh lại được đó cho cô là nó theo hình tam giác nha các bạn. Rồi, ở trên. Và nếu mình cắt đúng á, thì mình sẽ rút ra một lần nó sẽ ra liền. Đúng không nào? Đó là do mai mốt bây giờ tôi chỉ rồi mà bữa nay mà mai nữa.